anh chị và các bạn. Hôm nay em đang đi ở khu vực chợ lớn này. Ở đây có cái tòa nhà Thuận Kiều này, nhưng mà bây giờ thành Garden Mall. Nó có cái tông màu khác, màu sơn màu xanh lá đậm. Giờ đông lắm, sum tụ lắm. Đang đi trên đường An Dương Vương. Lúc này quận 5 nè chị. Ở đây thì đa số là cộng đồng người Hoa sinh sống ở đây nhiều. Đặc khu của người Hoa. Ở quận nhất thì cũng có bãi rác số khu vực thôi, còn đây là đa phần ở quận 5, đa phần em quẹo vô cái đường Dương Tử Giang. Đây, cái đường này là mình đi thẳng qua là chợ Bình Tây nữa. Đây, trước mặt mình là chợ Giải, phương xá Đồng Khánh. Một chiều nên xe rất là đông. Đây, tới đây là chuyên bán vải luôn. Hai bên đường còn vải. Đây là Trần Hưng Đạo B. Phía trước là cái nhà thờ Francisco. Đây buôn bán rất là tấp nập. Đa phần là tiểu thương người Hoa hết anh chị. Cộng đồng người Hoa mình nước ngoài chắc cũng đông lắm. Như bên Singapore là chiếm với như là 70 mấy%. Hay là vẹo đường Học Lạc mà. Học Lạc. Đường này bán thuốc lá nè. Rất là nhiều cửa hàng, rất là nhiều tủ thuốc. Có giá sĩ. Đây đa số là giá sĩ hết. Lớn cho các anh chị các bạn ở gần xa xem, để nhiều khi nghe chợ lớn mà không biết sao gọi là chợ lớn. Hình như ở đây tập hợp của rất là nhiều cái chợ, chợ Bình Tây, chợ Kim Biên, chợ Vật Tư, vân 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 vân, nên gọi chung chung là khu vực chợ lớn. Ở đây mua cái gì cũng là giá sỉ anh chị. Bạn nào mà ở xa muốn buôn bán về nhân phụ phẩm hoặc là bách hóa tổng hợp thì ở đây mình lấy giá sỉ về bán. Giờ ra đây nè. Chợ
gốc thì đang hình như họ đang tìm cái loại ngói mà cho nó phù hợp với cái nét cổ kính để họ thay lên, nhưng mà tới bây giờ vẫn chưa có. Là ở tư đường Nhân Tôn Thịnh tên lão đó. Đi mà không biết tên đường, phải đi quen đường. Đây nhà hàng Á Đông. Đó mình qua cái khu vực này là chợ Bậc Tư rồi nè, không chợ Kim Biên. Chợ Bậc Tư thì xích lên cầu Chà Bà. Chuyện gì không? Diều á, những con diều mà tuổi thơ hay chơi đó, bây giờ họ bắt đầu show anh từ từ rồi. Mùa này là mùa diều nha anh chị, nghỉ hè mọi người hay đi thả diều, người lớn thì chơi diều hiện đại, diều đắt tiền, còn trẻ nhỏ thì bình thường thôi, có thả bay là được. Dạ ai mua là không được trùng tu, là không được xây lại đâu nha anh chị. Nó thuộc về di tích cổ xưa, kiến trúc cổ xưa chứ, nên không được đập phá. Nên các anh chị các bạn nào mà có mua nhà mà kiến trúc cổ xưa thì cân nhắc. Mua chỉ để ở và chiêm ngưỡng cái phong cách cổ xưa thôi. Mình mua nhà xưa thì mình phải xác định mục đích. Mình qua con đường thuốc, con
đường này được mệnh danh là con đường điện thuốc này nè, Triệu Quang Phục. Rồi, mình cũng đi ra khỏi khu vực các chợ rồi, mình đi ra hướng đường Nguyễn Trãi. Ở đây còn cái chợ nữa, chợ nữa đó là chợ xã Tây. Chợ này nằm ở trên đường Nguyễn Trãi, rồi phải à. Chạy này chuyên bán về những cái đồ thể thao, dụng cụ thể thao. Ở đây có cái trường tiểu học Chính Nghĩa, trường này mới xây lại rất là đẹp hoành tráng. Đối diện đó là chợ chợ xã Tây luôn, chợ xã Tây ban ngày nè anh chị. Cái chợ đó mình đi thẳng qua bên kia là đường Trần Hưng Đạo luôn á. Đạo mình đi hướng quận 5. Chợ đó nếu mà giờ này chỉ đi bộ thôi chứ không được chạy xe máy qua chợ. Rồi xin tạm biệt các anh chị các bạn nha. Một vòng chợ lớn cho các anh chị xem cho vui. Hẹn gặp lại các anh chị bạn trong những video tiếp theo nha.